Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm khá nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe, thậm chí gây tử vong. Nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết là do virus dengue gây lan cho người qua đường mũi đốt. Virus này có 4 tuyết huyết thanh, một người đã mắc sốt xuất huyết tuyếp 1 vẫn có thể mắc các tuyếp huyết thanh khác. Tại Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết dengue thường gây thành dịch vào giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, trong đó đỉnh dịch vào khoảng tháng 8 tháng 9 từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc sốt xuất số huyết và đã có hơn 40 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Sốt xuất số huyết là căn bệnh quen thuộc, tồn tại hàng chục năm qua tại Việt Nam. Đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc phòng bệnh. Người bệnh có thể điều trị tại nhà sau khi được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, xét nghiệm và tư vấn kế hoạch điều trị, theo dõi, chăm sóc ngoại trú. đa số bệnh nhân đều tự phục hồi sau 7 đến 10 ngày tính từ ngày sốt đầu tiên chỉ một số ít chuyển nặng nên khiến nhiều người lơ là. Sốt xuất số huyết thường giảm sốt sau ngày thứ ba, người bệnh dễ chịu hơn và nghĩ rằng đã khỏi bệnh. Nhưng đây lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất dễ dẫn đến nhiều biến chứng về sức khỏe. Trong giai đoạn từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh, khoảng 10 đến 20% bệnh nhân mệt mỏi hơn, tay chân nổi ban, đau vùng bụng bên phải, buồn nôn, chảy máu răng, máu cam, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, tay chân lạnh. Đây là triệu chứng của sốc nếu không được nhập viện hồi sức kịp thời bệnh nhân có thể tử vong diễn biến này có thể xảy ra ở mọi đối tượng mắc sốt xuất số huyết người dân khi mắc sốt xuất số huyết thường tìm đến các phòng mạch phòng khám tư lấy thuốc và tự theo dõi tại nhà do không nhận ra triệu chứng chuyển nặng nên thường nhập viện chậm trễ theo các chuyên gia khi số ca mắc sốt xuất số huyết tăng cao tỷ lệ ca nặng và tử vong cũng sẽ gia tăng do vậy muốn giảm số ca tử vong trước hết phải kiểm soát số ca mắc để phòng bệnh sốt xuất số huyết tốt nhất là diệt mũi lăng quăng bọ gậy và phòng chống mũi đốt phòng bệnh hơn chữa bệnh người dân cần cắt đứt chuỗi trung gian truyền bệnh loại bỏ nơi sinh sản của mũi đẩy kính tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng bọ gậy thu gom quỷ các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà dọn vệ sinh môi trường lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch